Chào mừng các bạn đến với channel Aspen Sentai. Video hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về 29 tuyển có trong series Kiken Sentai Zenkai giờ nhé. Nào chúng tôi cùng bắt đầu. Chi tiết ẩn thứ nhất là trong tập 1, như chúng ta đã thấy, sự hợp nhất ngẫu nhiên giữa thế giới con người với một thế giới song song khác là Kiketopia ở trong tập phi này chính là một sự gợi nhớ rõ ràng tới một diễn biến có phần tương tự ở trong series Usual. Bởi vì ở tập cuối của series đó, thế giới con người và thế giới Yulen cũng đã hợp nhất lại thành một để chung sống trong hòa bình. Tuy nhiên thì ở thời điểm đầu, quá trình hợp nhất này đều gây ra những sự hoảng loạn lớn cho người dân trong cả hai sự việc. Chi tiết ẩn thứ hai cũng là trong tập 1. Trong phân đoạn, khi Kaito chuẩn bị thực hiện bữa ăn tối đối với món Kikai Takoyaki của mình và bỗng dưng anh ta đã bị phá đám bởi một cuộc tấn công bất ngờ từ đội quân xâm lược Toji Tendo. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhắc đến một trường hợp tương tự ở trong tập 1 của series Gokaiger. Bởi vì khi đó, các Gokaiger cũng đang chuẩn bị dùng bữa trưa tại một nhà hàng Snack Safari thì họ cũng đã bị phá đám bởi một cuộc tấn công bất ngờ từ đội quân Yangyaku. Chi tiết ẩn thứ ba vẫn là trong tập 1. Việc đội nhóm Zenkaiser sử dụng sức mạnh của hai chiến đội là Yojo và Ninja trong tập phim này chính là để tôn vinh hai series kỷ niệm gần đây của loạt phim Super Sentai. Đầu tiên là khi họ sử dụng sức mạnh của Yojo, thì đây chính là phần phim kỷ niệm 40 năm thành lập của Super Sentai. Tiếp theo là khi họ sử dụng sức mạnh của Ninja, tuy đây là series thứ 39 của loạt phim, nhưng nó lại được coi là phần phim kỷ niệm 40 năm thành lập của chiến đội đầu tiên, đó là Himitsu Sentai Goranger. Trùng hợp hơn là phiên bản Mỹ chuyển thể của Ninja là Power Ranger Super Ninja Steel cũng được tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập của tựa phim Power Ranger. Ngoài ra, khi Juran chuẩn bị thực hiện đòn tấn công kết liễu chủ đạo của đội nhóm Ninja, anh ta đã nói rằng tôi đang bùng cháy. Thì đây chính là câu nói cửa miệng mà được sử dụng thường xuyên bởi chiến binh Gaka Ninja trong quá khứ. Chi tiết lần thứ tư vẫn là trong tập 1. Có thể thấy, khi chiến binh Zenkaiser sử dụng năng lực của chiến binh Yu Eagle, đó là bản năng thức tỉnh, thì chi tiết này được thể hiện như một sự tương đồng giữa Kaito và Yamato. Bởi vì trên thực tế, họ đều là thủ lĩnh và là thành viên con người duy nhất trong chiến đội tương ứng của mình. Chi tiết ẩn thứ 5 vẫn là trong tập 1. Như đã trông thấy, các cảnh quay lưu trữ của ba chiến đội là Goranger, Georanger và Kidamager được xuất hiện ở đầu tập phim, chính là để tưởng nhớ tới ba mùa phát sóng mà đã mở màn cho ba thời đại của Nhật Bản. Đầu tiên là chiến đội Goranger được ra mắt vào thời đại Showa. Tiếp theo là chiến đội Georanger được ra mắt vào thời đại Heisei. Và cuối cùng là chiến đội Kidamager thì lại được ra mắt vào thời đại Reiwa. Chi tiết ẩn thứ 6 vẫn là trong tập 1. Trong phân cảnh chiến đấu giữa Juran Tyranno với tên quái vật Kretes khi hình dạng khổng lồ, thì khi đó, Juran Tyranno đã thực hiện một đòn tấn công kết liễu bằng cách quay lưng về phía đối thủ và sử dụng phần miệng của mình để phun ra một hơi lửa dữ dội nhằm tạo ra một lực đẩy để giúp anh ta có thể va vào người của tên quái vật. Thì chiêu thức này rất có thể là một sự tham chiếu đến một kỹ thuật tấn công mà có trong tựa phim Godzilla và Hedorah năm 1971, bởi vì khi đó, cách thức tấn công mà Godzilla thực hiện với Hedorah cũng tương đồng như vậy. Ngoài ra, trước khi kết thúc các chi tiết ẩn có trong tập 1, thì mình muốn chia sẻ một cái lỗi hiển thị sai mà có trong tập này. Đó là trong bài hát mở đầu của tập phim, khi chuyển tới phân đoạn mà Majin và Vidun được hiển thị, nếu các bạn để ý kỹ thì những con số nhấp nháy cùng với sự xuất hiện của họ đều không đúng thứ tự. Bởi vì Majin là đại diện cho series thứ 29 là Majin Ranger thì lại được hiển thị là con số 30. Còn Vidun là đại diện cho series thứ 30 là Bokenger thì lại được hiển thị nhầm tới con số thứ 29. Tuy nhiên thì lỗi nhỏ này đã được nhanh chóng chỉnh sửa ở tập tiếp theo. Chi tiết lần thứ 7 là trong tập 2. Đó chính là tất cả các lần sử dụng sức mạnh tiền nhiệm của Zenkaiser trong tập này đều gắn liền với các kẻ phản diện mà đã sử dụng những gã khổng lồ máy móc nhằm để hồi sinh cho một tên quái vật chủ đạo trong tập phim tương ứng khi chúng vừa mới bị tiêu diệt ở sinh mạng thứ nhất. Đầu tiên là khi Zenkaiser sử dụng sức mạnh của đội nhóm Goku Fai, thì ở series này, mỗi khi có một tên quái vật mô dư chủ đạo trong tập phim bị đội nhóm Goku Fai tiêu diệt ở hình dạng nhỏ, thì Kunlan đã đắc sẽ gửi ngay đến một cỗ máy robot khổng lồ tương xứng với hắn có tên là Công nhằm hồi sinh cho tên quái vật mô dư để hắn có thể điều khiển cỗ máy robot đó. Tiếp theo là khi Zenkaiser sử dụng sức mạnh của đội nhóm Hurricaneger, thì ở series này, mỗi khi có một tên quái vật thuộc quân đoàn ninja rối do tên thủ lĩnh Sagin triệu hồi mà bị đội nhóm Hurricaneger tiêu diệt ở hình dạng nhỏ, thì Sagin sẽ hồi sinh cho hắn bằng cách gửi ngay đến phạm vi đó một thực thể máy móc khổng lồ mang ngoại hình tương tự như một con rối có tên là Copy Giant. Khi tới vị trí, con robot này sẽ sử dụng đôi mắt của nó để truy quét dữ liệu và hấp thụ năng lượng của tên quái vật ninja rối mà đã bị tiêu diệt. Sau đó, cơ thể của nó sẽ tự động tái tạo ra một bản thể mới mang sức mạnh và hình dạng giống hệt với tên quái vật mà đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, hai cách thức hồi sinh quái vật bằng cỗ máy mà mình liệt kê ở trên lại rất tương đồng với kiểu cách hồi sinh cho cái tên quái vật ở series Zenkaiser này. Bởi vì quân đoàn Toji Tendo cũng đã sử dụng những tên khổng lồ máy móc là Kudaites để nhằm hồi sinh cho tên quái vật chủ đạo trong tập phim. Chi tiết lần thứ 8 cũng là trong tập 2. Như đã thấy, khi các Zenkaiser đang sử dụng sức mạnh của đội nhóm Goku Fai, họ đã triệu hồi ra hai chiếc dùi bằng để tấn công tên quái vật Kinoko Warido. Thì trong quá trình giao đấu, Zenkaiser và Zenkai Juran đã cùng nhau nối hai đầu của chiếc dây dùi băng lại và thực hiện một trò chơi nhảy dây liên tiếp nhằm dụ dỗ để tên quái vật buộc phải tham gia. Sau đó, hắn đã bị thất bại trong chính lần nhảy đầu tiên của mình. Thì diễn biến này rất có thể là một sự tham chiếu tới một diễn biến tương tự mà có trong tập 37 của series Yojar. Bởi vì trong quá khứ, khi đội nhóm Yojar đang phải chiến đấu với hai tên quái vật là Sagi Brother, thì chúng cũng đã bất ngờ sử dụng một cuộn dây dài có tên là Synchrope để buộc các chiến binh phải tham gia vào một trò chơi nhảy dây nhóm liên tiếp mà do chúng đề ra.
và sau đó Chioza Guardado lại là người sơ sẩy, khiến cho cả nhóm đã bị thất bại trong trò chơi của chúng. Chi tiết đàn thứ 9 vẫn là trong tập 2. Trong phân đoạn, khi Gaon lần đầu tiếp cận với thế giới con người, anh ta đã thể hiện một sự tò mò và hứng thú nhất định đối với những khung cảnh và sự vật tại nơi đây. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhắc tới một cảm giác tương tự mà có trong tập 2 của series Yuzer. Bởi vì khi các human lần đầu tới thế giới loài người, họ cũng đã thể hiện những sự thích thú và hiếu kỳ đến tất cả những cảnh vật ở xung quanh thế giới nơi đây. Chi tiết đàn thứ 10 vẫn là trong tập 2. Khi Gaon được chứng kiến con người, hay cụ thể là Kaito, đang phải ra sức thuyết phục người dân cùng anh ta chiến đấu chống lại quân đoàn Tojitendo. Và sau đó, Gaon đã nhận xét rằng con người thật sự rất đáng yêu và tràn đầy sức sống. Thì chi tiết này chính là để bày tỏ lòng kính trọng đối với một chi tiết mà có trong tập 13 của series Yuzer. Bởi vì trong quá khứ, khi Leo Julian chứng kiến con người giao tiếp hòa đồng với nhau, anh ta cũng đã nhận xét rằng con người thật sự rất dễ thương. Chi tiết đàn thứ 11 vẫn là trong tập 2. Trong phân cảnh, khi Kaito đã phải vất vả để tuyển mộ người dân tham gia chiến đấu cùng mình, nhưng rồi thì tất cả bọn họ cũng chẳng ai quan tâm tới những gì mà anh ta muốn truyền đạt. Thì diễn biến này lại có phần rất giống với phân cảnh mà có trong tập 13 của series Yuzer. Bởi vì khi đó, Leo Julian cũng đã phải vất vả để đi làm quen với con người với mục đích là muốn rủ họ đi chơi. Nhưng rồi thì tất cả họ cũng đều không quan tâm và mặc kệ anh ta, tương tự với những gì đã xảy ra với Kaito. Chi tiết đàn thứ 12 vẫn là trong tập 2. Như được biết, khi Gaon chứng kiến cuộc khủng hoảng của con người mà do bào tử nấm của tên quái vật Kinoko Warido gây ra, anh ta đã thể hiện một sự tức giận và quyết không thể tha thứ cho những kẻ xâm lược độc ác đó. Cũng chính vì lý do này mà Gaon đã quyết định đứng lên để tham gia chiến đấu cùng Kaito và trở thành một chiến binh Zenkaiser. Hơn hết là anh ta muốn bảo vệ sự bình yên cho con người và sinh vật trên trái đất khỏi thế lực tà ác. Thì tất cả những điều này chính là một sự tham chiếu rõ ràng tới tập 1 của series Yuzer. Bởi vì ở thời điểm đó, cũng có 4 human đã chứng kiến những thảm họa mà con người đang phải hứng chịu do con đàn Death Garland gây ra. Và họ cũng đã quyết định trở thành các chiến binh Yuzer để nhằm đứng lên chống lại những kẻ xâm lược cùng nguyện vọng bảo vệ mọi sự sống trên trái đất này, một diễn biến tương tự. Ngoài ra, cũng giống như cái nháy mắt của Zidane trong tập trước, kỹ xảo máy tính đã được tiếp tục sử dụng để giúp Gaon có thể nheo mắt trước các hành vi vô tâm của con đàn Tojitendo trong tập này. Chi tiết đàn thứ 13 vẫn là trong tập 2. Như đã thấy, khi các Zenkaiser đã sử dụng sức mạnh của đội nhóm Hurricaneer trong tập này, thì trong quá trình triệu hồi sức mạnh, ba chiến binh là Hurricane Red, Blue và Yellow đã nhảy tới cơ thể của ba thành viên Zenkaiser nhưng không mang màu sắc tương ứng. Thì chi tiết này rất có thể là một sự gợi nhắc theo một cách đặc biệt nào đó. Điển hình như khi Hurricane Red đã nhảy tới cơ thể của chiến binh Zenkaiser, thì đây chính là một minh chứng đã cho thấy cả hai đều là thủ lĩnh của đội tương ứng. Cái này thì quá rõ ràng rồi. Tiếp theo là Hurricane Yellow đã nhảy tới cơ thể của chiến binh Zenkaiser. Thì đây lại có thể là tham chiếu đến một diễn biến mà có trong tập 29 của series Hurricaneer. Bởi vì nội dung chủ đạo của tập phim đó chính là cuộc so tài giữa Hurricane Red và Hurricane Yellow xem ai mới là người xứng đáng để trở thành thủ lĩnh của đội nhóm. Cuối cùng là khi Hurricane Blue đã nhảy tới cơ thể của chiến binh Zenkai Gaon, thì đây lại có thể là sự ám chỉ đến hai màu sắc là màu xanh lam và màu vàng, cũng chính là hai màu mà có nhiều chiến binh mang giới tính nam và nữ nhất. Chi tiết đàn thứ 14 vẫn là trong tập 2. Trong phân cảnh khi lần đầu Julian Tyranno và Gaon Lion chuẩn bị thực hiện quá trình hợp thể với nhau, và rồi họ đã vô tình trao cho nhau một nụ hôn giữa hai người đàn ông. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhắc tới một diễn biến tương tự mà có trong tập phim đặc biệt giữa đội nhóm Ninja và tựa phim Kamen Rider Doraibu. Bởi vì ở thời điểm đó, khi đội nhóm Ninja đang phải đối mặt với một tên quái vật yokai là Buru, bằng khả năng làm chậm chuyển động của tất cả các vật thể xung quanh, bao gồm cả con người, hắn ta đã dễ dàng tấn công và hạ gục các chiến binh Ninja. Tuy nhiên thì điều đáng nói ở đây chính là sau khi hắn tấn công hai chiến binh là Aka Ninja và Ki Ninja, thì điều đó cũng đã làm cho họ vô tình va chạm vào nhau bằng một nụ hôn bất ngờ. Chi tiết đoạn thứ 15 là trong tập 3. Sau khi Kaito sử dụng sức mạnh từ Tokyo Sentai Gear, anh ấy đã nói rằng xuất phát tốc hành. Thì đây chính là câu nói cửa miệng mà được chiến binh Tokyo Ichigo thường xuyên sử dụng sau quá trình biến đổi của anh ta. Sau đó, để tiếp nối với câu nói trên, Zidane còn nói thêm rằng xin hãy đứng chờ sau vạch trắng. Thì đây chính là câu nói thông báo mà được phát ra từ thiết bị Tokyo Changer của đội nhóm Tokyo Gear trước khi họ thực hiện quá trình biến đổi. Ngoài ra, sau khi tên trên đội Tokyo Gear được phát ra từ thiết bị Gerdelinger và sau đó các Zenkaiser đã tự động xếp hàng để nối đuôi nhau thêm một đường thẳng, thì chi tiết này chính là một sự tôn kính trực tiếp đối với đội nhóm Tokyo Gear. Bởi vì trong quá khứ, sau khi biến thân, các Tokyo Gear cũng đã thực hiện tư thế điểm danh theo cách xếp hàng dọc như vậy. Chi tiết đàn thứ 16 cũng là trong tập 3. Có thể thấy, khi Majin lần đầu xem bói cho đội nhóm Zenkaiser, hay nói chính xác hơn là cô ta đã tiến hành tiên tri và dự đoán vị trí của tên quái vật Koori Guarido giúp họ bằng cách miêu tả những sự vật và sự việc có liên quan tới hắn, nhưng lại có phần rất mơ hồ và không rõ ràng cho lắm. Điển hình như là tên quái vật đó sẽ ở một nơi tối tăm, chật hẹp và kinh dị, hay là ở một nơi nóng mà lại hẹp nhưng lại ở phía nam. Chung quy lại thì tất cả những lời tiên tri này của Majin đều gây hiểu lầm cho đội nhóm và dẫn đến các cuộc truy tìm giờ khóc giờ cười. Thì tất cả những chi tiết này chính là để thể hiện một sự tôn kính đối với người điều hướng kho báu cho đội nhóm Gokaiser, đó chính là chú vẹt Robo Navi. Bởi vì trong quá khứ, Navi cũng đã thường xuyên đưa ra những lời tiên tri dự đoán để giúp Gokaiser có thể truy tìm 34 sức mạnh vĩ đại của các chiến đội Sentai trong quá khứ.
Tuy nhiên thì điều tương đồng ở đây chính là những gợi ý tiên tri của Navi cũng lại thường xuyên gây ra những sự nhầm lẫn cho các thành viên trong nhóm và cũng lại dẫn đến những cuộc tìm kiếm giờ khóc giờ cười. Nhưng rồi sau cùng thì thông điệp đó cũng đã trở nên thực sự rõ ràng. Chi tiết ẩn thứ 17 vẫn là trong tập 3. Sự phát triển tâm lý của Majin trong tập này được thể hiện từ những sự rụt rè cho đến khi tràn đầy sự tự tin để dám đứng lên tham gia chiến đấu cùng đội nhóm Zen Kaiser, đã là một sự tôn kính rõ ràng đối với những diễn biến chủ đạo mà có trong tập 2 của series Majin Ranger. Bởi vì nội dung của tập phim đó chính là muốn chú trọng vào cái gọi là lòng dũng cảm của các chiến binh. Và rồi thì họ cũng đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc từ khi còn là những đứa trẻ với tính cách hồn nhiên rụt rè cho đến khi phải đối mặt với bi kịch mất đi người thân cùng với những nỗi sợ hãi mới được gieo rắc từ một thế lực phản diện là Infertia. Tuy nhiên cho đến cuối cùng, anh em nhỏ Ozu cũng đã thể hiện một lòng dũng cảm tuyệt đối bằng cách đứng lên chiến đấu chống lại những cái ác mà không e ngại bất cứ một điều gì như trước. Chi tiết ẩn thứ 18 là ở trong tập 4. Có thể thấy tên quái vật chủ đạo trong tập phim này là Kickboxing Guardado. Hắn ta đã sử dụng năng lực của mình để tẩy não tất cả con người trên trái đất bằng cách phát ra một loại âm thanh ma thuật được mô phỏng theo âm thanh giống như tiếng chuông boxing. Khi đó con người sẽ bị tẩy não thông qua những chiếc găng tay được bốc được mang trên tay họ. Với mưu đồ của hắn là sẽ biến thế giới trở thành một nơi bạo loạn mà chỉ có đánh đấm. Thì chi tiết này rất có thể là muốn gợi nhắc tới diễn biến của tập 39 cho series Goldbuster. Bởi vì ở tập phim đó cũng có một tên quái vật là Karateroido đã sử dụng tà thuật của mình để thao túng tâm trí của một cậu bé có tên là Kenta thông qua một đôi găng tay đấm bốc. Không dừng lại ở đó mà Karateroido còn lợi dụng Kenta để đi tẩy não tất cả mọi người trên thế giới bằng những chiếc găng tay boxing do hắn tạo ra. Với mục đích cuối cùng của hắn là biến con người trở thành những kẻ ham muốn chiến đấu, thì nhờ vậy hắn sẽ càng hấp thụ được thêm nhiều dữ liệu và bản năng của họ để củng cố với chính bản thân mình. Chi tiết ẩn thứ 19 cũng là trong tập 4. Như đã thấy, sau khi đội nhóm Zen Kaiser đã cùng nhau vác Virun lên trên tay để mang anh ta trốn thoát khỏi sự giận dữ của tên quái vật Kickboxing Guardado. Khi đó, họ vừa đi vừa liên tục lặp lại những câu nói là chạy ngay thôi. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhắc tới một trường hợp tương tự mà có trong tập 3 của tập phim Akiba Ranger Season 2. Bởi vì khi đó, đội nhóm Akiba Ranger cũng đã phải bảo vệ cho một chiến binh là Chinaret thoát khỏi sự truy đuổi của chiến binh Kiba Ranger. Thì trong quá trình chạy trốn, họ cũng đã vác Chinaret ở trên vai và lặp lại các câu nói tương đồng với đội nhóm Zen Kaiser, đó là nhanh nào, chạy ngay thôi. Chi tiết ẩn thứ 20 vẫn là trong tập 4. Trong phân đoạn, khi Virun được đội nhóm Zen Kaiser giúp đỡ để chạy trốn khỏi sự truy tìm của quân đoàn Tojitendo, thì họ đã đi qua một quầy bán đồ bóng bay nghệ thuật và Virun đã vô tình bị hấp dẫn bởi những chiếc bóng bay này. Thì điều ẩn ý ở đây, đó chính là trong số những chiếc bóng bay mang hình thù ở trên kệ, lại có 4 chiếc mang tạo hình của 4 Zen Kaiser trong hình dạng Kikai của họ. Đầu tiên là hình dạng khủng long Judan Tyranno mang màu xám đỏ. Tiếp theo là hình dạng sư tử Gaon Lion có màu vàng. Tiếp đến là hình dạng con rồng Majin Dragon có màu hồng. Và thứ tư chính là hình dạng chiếc xe tải tự đổ Virun Dam có màu xanh lam. Hay có thể hiểu, chi tiết này chính là một sự báo hiệu ẩn ý trước khi Virun được ra mắt với tư cách là một chiến binh Zen Kaiser. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ 29 tiết ẩn của trong series Kikai Sentai Zen Kaiser rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.